Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 23 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like video, và để ủng hộ kênh, các bạn hãy chia sẻ video này trên trang Facebook cá nhân để quảng bá giúp kênh. Cảm ơn các bạn. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 23. Lúc bấy giờ, Lâm Lâm liền đặt rượu xuống bàn rồi ra khỏi phòng, để không gian lại cho hai người đàn ông nói chuyện. Liễu Hàn Thư trong lòng vẫn còn đang sừng sốt đứng tại chỗ, trong đầu những hình ảnh khi xưa bỗng dưng lần lượt hiện về. Lúc bấy giờ, Tần Vũ cấp cho Liễu Hàn Thư một trung phẩm tiên thạch, chỉ có mỗi việc dẫn đường mà được một khối trung phẩm tiên thạch, đối với Liễu Hàn Thư mà nói là chỉ có một chuyện nằm mơ. Đem Tần Vũ về chỗ của mình ở, Liễu Hàn Thư suy nghĩ thật lâu và quyết định bái Tần Vũ làm vi sư. Đương nhiên hắn cũng chờ ý của Tần Vũ, nhưng cũng cực kỳ ngạc nhiên là Tần Vũ dễ dàng chấp nhận điều đó. Tần Vũ giúp hắn đả thông kinh mạch, từ một gã phế nhân trong chốc lát trở thành thiên tài trong các thiên tài, có được nhiều công pháp cũng chính là vi sư ban tặng. Nếu nói thật ra lần bái sư của Hàn Thư lúc đó thực sự là lợi dụng, nhưng dần dần hắn lại thấy Tần Vũ đối với hắn rất thật lòng. Hắn cũng thật sự coi Tần Vũ là vi sư của mình, cũng vì Tần Vũ mà chết đi. Tần Vũ sư tôn! Liễu Hàn Thư rơi lệ thì thào gọi tên Tần Vũ. Tần Vũ sư tôn, lão nhân gia có được khỏe không? Hồng Quân lúc này cũng ngẩn người. Liễu Hàn Thư là một người mà cha hắn nghĩ đến rất nhiều, lúc trước cũng vì cha mà chết, không nghĩ được ở chỗ này gặp lại Liễu Hàn Thư. Huynh chính là người mà cha hay nhắc đến là đầu đệ đầu tiên của cha, Liễu Hàn Thư hay sao? Ngươi nói cái gì? Sư tôn thường nhắc tới ta hay sao? Liễu Hàn Thư nhất thời sừng sốt, nước mắt đột nhiên rơi xuống, trên mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Đúng vậy, ta đúng là Liễu Hàn Thư ở Phong Nguyệt Tinh đây. Ta còn phải là đệ tử của người hay không mà vẫn để cho sư tôn lo lắng thế này, thật là tội nghiệp người quá. Nói xong, ánh mắt của Liễu Hàn Thư lại ươn ướt, trực chỉ muốn rơi xuống. Sư huynh không cần nói vậy, lúc trước sư huynh cũng vì bảo vệ cha ta mà chết đi, cha cũng vì huynh mà sầu muộn, cha cũng vì trả thù cho huynh mà giết rất nhiều cao thủ của Phong Nguyệt Tinh. Hồng Quân không có nghĩa Liễu Hàn Thư là người ngoài, đây là một đệ tử mà cha hắn thường tưởng tới. Đối với người đệ tử này, trong mắt Tần Vũ, nếu so sánh với chuyển nhân tinh thần biến Tần Thạch Thiên thì không cao không thấp hơn. Ngươi gọi ta là sư huynh sao? Tiếng xưng hô của Hồng Quân khiến cho Liễu Hàn Thư cảm thấy thân mật, gần gũi hơn rất nhiều. Hồng Quân mỉm cười nói, huynh là đệ tử đầu tiên của cha, đệ là tiểu như tử, đương nhiên phải xưng hô một tiếng sư huynh. Huynh phải biết rằng, ở trong lòng cha, huynh chiếm một vị trí rất quan trọng. Nếu sư huynh không chê, có thể gọi là tiểu sương. Liễu Hàn Thư cười khổ một tiếng rồi nói, đáng tiếc Hàn Thư không thể ở bên cạnh hầu hạ sư tôn, tư chất ngu đốn khiến cho sư tôn mất thể diện. Mất thể diện ư? Hồng Quân ngạc nhiên, Liễu Hàn Thư xuất sinh khi mà nghịch cương đã chết được bao nhiêu năm, nhưng hiện giờ hai người đều là cảnh giới thượng phẩm thần nhân. Nếu tốc độ đó mà còn bảo là mất mặt thì nghịch cương nghe được chắc là phải xì máu ra mà chết. Hơn nữa, chính hắn cũng là xuất sinh từ thần giới, ở đó bao nhiêu năm đây có nhiều thần vương dạy dỗ như vậy cũng mới có thành tựu như hiện tại. Liễu Hàn Thư nói chuyện này là mất mặt thì tốt nhất hắn đi tự sát đi còn hơn. Hồng Quân cười khổ một chút, thật cái chuyện kia, nó đến cái chuyện đó thật mất mặt. Hai chữ thể diện, để tu luyện lâu như vậy mà đến cấp bậc thần nhân, không biết có chỗ nào để trốn nữa hay không đây. Không nói chuyện này nữa, vừa nãy ta hỏi đệ, sư tôn dạo này có được khỏe không? Liễu Hàn Thư bỏ qua vấn đề đó, lái qua chuyện khác, muốn nghe tình hình của Tần Vũ. Cha vẫn khỏe lắm, bây giờ có thể nói là một thực lực cực mạnh ở thần giới. Hồng Quân nhớ lại năm đó tại Tử Huyền Phủ, không ít thần vương phải làm người hầu, trong đó còn có vài vị thánh hoàng, nói về thế lực mạnh nhất cũng không quá đáng. Về phần Hồng Quân không biết, Tần Vũ đã có Tần Vũ Trụ, không còn là một thần vương đơn giản như vậy nữa. Cho dù là như thế, Liễu Hàn Thư cũng có một trận kinh ngạc. Phạm vi thế lực của thần giới, Liễu Hàn Thư cũng có nghe người khác nói qua. Thần giới bắt đại thánh hoàng, tam đại thế lực phi thăng giả, bây giờ sư tôn
cũng có thể thành lập một đại thế lực như thế, cũng quả nhiên không hổ danh sư tôn à. Nhớ tới Tần Vũ, Lữ Hàn Thư nghĩ như vậy cũng là điều đương nhiên. Hai người nói cái gì mà vui vẻ vậy, uống miếng nước đi, Tiểu Sương hắn cũng hay uống trà lắm. Hai người đang nói thì Lâm Lâm đem một ấm trà đến, đưa cho mỗi người một chén. Lữ Hàn Thư nâng cao chung trà lên, nhìn Hồng Quân nói: "Đúng vậy, Tiểu Sương được chị dâu pha trà cho là không tầm thường chút nào." Nói xong, hắn cũng uống một ngụm. Hồng Quân cũng nâng chén trà lên, lấy mũi ngửi ngửi, sau đó hướng Lữ Hàn Thư uống một ngụm nhỏ. Mùi thơm ngấm tận tâm can, vị đậm mà không chát, uống vào có vị ngọt ở cổ họng, càng uống càng thấy đậm, quả nhiên là trà ngon. "Sư huynh, huynh có một người vợ thật tốt à?" Hồng Quân bình phẩm trà, cũng không quên khen ngợi Lâm Lâm. Lâm Lâm nghe xong thì khuôn mặt bỗng dưng ửng hồng. Liễu Hàn Thư ở bên cạnh ha ha cười to: "Tiểu Sương nói rất đúng, làng là một thê tử tốt à." Hồng Quân đột nhiên sắc mặt tối sầm lại: "Nhưng Lâm tỷ cùng Hàn Thư huynh đều vì Tần gia ta mà chết đi." Lâm Lâm cũng mỉm cười: "Tiểu Sương nói chuyện này làm gì, nói đến chuyện này ta phải cảm ơn đệ, nếu không cứu đệ ta cũng không biết đến ngày nào tháng nào mới có thể gặp lại được Hàn Thư. Nếu không biết cha đệ là Tần Vũ, ta cũng không bị người ta giết chết." "À, Tiểu Sương, cha đệ thực lực như thế thì sao đệ lại tới chỗ này?" Liễu Hàn Thư cũng muốn hỏi xem nguyên nhân vì sao mà Tần Sương lại có mặt ở thế giới này. Hắn nghĩ như thế nào cũng không ra nguyên nhân tại sao Tần Sương lại bị chết. Hồng Quân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi nói: "Thực ra thì đệ cũng không biết tại sao lại tới nơi này, nhưng có một điều mà đệ có thể nói, đó là đệ còn chưa chết." "Cái gì? Đệ còn chưa chết sao?" Hai người lần đầu tiên đều khiếp sợ. Thần nhân ở tầng không gian này đã tự hiểu về bản thân mình, đó là mình đã chết, cũng rất nhanh quen thuộc với tầng không gian này. Thế nhưng Hồng Quân hôm nay nói hắn chưa chết, sợ rằng đó là sự thật. "Đệ biết chuyện này khó có thể tin, nhưng hai người đều nhìn đệ như thế này xem." Hồng Quân tự mình rạch ra một vết thương chân da, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, điều đó khiến cho Liễu Hàn Tư và Lâm Lâm thiếu chút nữa ngã ngửa. "Không chết ư? Không chết như thế nào mà đến nơi này được?" Liễu Hàn Thư hỏi lại. "Thực ra đệ cũng không biết được, nếu không ra khỏi nơi này chắc là phải sống ở tại đây thôi." Lâm Lâm cũng uống một ngụm trà, đoạn cười cười nói: "Tiểu Sương nói thế có nghĩa là chúng ta phải ở đây sống cho tốt là được rồi." "Không chỉ có mình đệ đâu, còn có mấy người đều không chết, cũng bị tiến vào nơi này, bọn họ cũng không biết tại sao lại có mặt ở chỗ này." Hồng Quân cảm thán nói tới Tần Tư và mấy người quen của mình. "Cái gì? Còn có người cũng không chết giống đệ có mặt ở nơi này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Hồng Quân nói tới đoạn này khiến cho Liễu Hàn Thư lại một lần nữa kinh hô. "Được rồi Tiểu Quân, đệ nói bằng hữu của đệ tên gọi là gì? Hàn Thư bây giờ đã là phó thành chủ của Hồng Quân Thành, có thể điều người đi tìm cho đệ được." "Phó thành chủ?" Hồng Quân sửng sốt một chút rồi cười cười. Với thực lực của Liễu Hàn Thư thì chức thành chủ cũng có thể đạt được. "Như thế nào, đệ không tin sao?" Liễu Hàn Thư nhìn Hồng Quân cười cười, thấy Hồng Quân có vẻ không tin, hắn quay qua Lâm Lâm liền nói: "Huynh nói cho đệ hay, ta chính là phó thành chủ, là do nghịch cương thành chủ tuyển định. Hôm nay Hồng Quân Thành có 100 vạn thần nhân quân đội thì ta cũng có thể điều động 10 vạn. "Đệ tin, đệ tin." Hồng Quân vội vàng nói: "Sư huynh là một phó thành chủ, chuyện gì mà làm không được?" "Đó là đương nhiên, sớm muộn gì ta cũng có một ngày, ta, Liễu Hàn Thư cùng sư tôn giống nhau, tại đây tầng công nhan cao nhất kiến tạo một phương thế lực cực mạnh." Hắn nói với tình trạng rất hưng phấn, có vẻ hơi quá đà. Lâm Lâm cũng biết tính cách của Liễu Hàn Thư, một mặt nàng là đàn bà, mặc kệ Liễu Hàn Thư làm chuyện gì nàng cũng sau lưng ủng hộ, bây giờ chưa biết cũng ủng hộ, sau này biết rồi cũng sẽ ủng hộ. Liễu Hàn Thư đột nhiên nhớ tới chuyện gì, quay lại nói với Hồng Quân: "Nói chuyện này ta cũng phải cảm ơn vị thần bí nhân tên Hồng Quân kia, nếu không nhờ có người đó, người của thần giới thứ hai không biết đến bao giờ mới có một tòa thành trì để ở như bây giờ." "Đúng đó, vị Hồng Quân kia cũng cực kỳ mạnh mẽ, lúc trước một kiếm giết chết 10 vạn thần nhân." Lâm Lâm cũng ở một bên than vãn: "Mấy vạn thần nhân ư?" Hồng Quân cực ngạc nhiên, không nghĩ tới là đơn thổ ngày càng khoa trương, vốn dĩ có 7.000 giờ đã biến thành 10 vạn. "Theo ta thấy, có lẽ vị Hồng Quân này đã đạt đến tu vi thiên thần, chỉ vì có một nguyên nhân gì đó mà ở lại tầng thứ 7 này."
Liễu Hàn Thư phân tích, một kiếm giết chết 10 vạn thần nhân, sợ rằng ngay cả thiên thần cũng không thể làm được. Không thể nào, nếu là thiên thần thì phải phi thăng lên tầng 8 chứ. Hồng Quân ra vẻ kinh ngạc nói, hôm nay hắn chỉ là hạ phẩm thần nhân, đối với thiên thần tu vi khoảng cách còn rất xa. Nói thì cũng chỉ là nói như thế thôi, chúng ta có nói như thế nào cũng vô dụng. Loại nhân vật truyền kỳ này luôn ở một nơi không tầm thường mà. Lâm Lâm lại nói tiếp lời. Hàn Thư phó thành chủ, Lâm tiên tử. Ba người đang sôi nổi bàn tán thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Nghịch Ương cười ha ha đi đến. Trước khi đến, lão đã dùng thần thức quan sát nơi ở của Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư và lão đều là thượng phẩm thần nhân. Lão dùng thần thức quan sát chắc chắn đã bị Liễu Hàn Thư biết được. Nếu ở chỗ khác tùy tiện dùng thần thức mà dò xét, đó là một hành vi bất kính. Hồng Quân huynh đệ, đệ về chừng nào mà mới về đã đi đến chỗ của Hàn Thư huynh đệ thế này? Đối với việc Hồng Quân ở đây, lão cũng rất ngạc nhiên, không biết rằng Hàn Thư và Hồng Quân có quen biết nhau. Người cương lão ca, đệ cũng vừa về chưa lâu, nơi này chính là chỗ của sư huynh của đệ, tại sao đệ không được ở chỗ này? Nghịch Cương đang cười cười đột nhiên sững lại kinh ngạc. Sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Nghịch Cương chuyển hướng nhìn Hàn Thư, lão cũng là có chút hồ đồ. Nghịch Cương thành chủ, vừa rồi ngài gọi tiểu xưng sư đệ ta là cái gì? Hàn Thư nhìn Nghịch Cương nhíu mày. Tên Hồng Quân hắn cũng đã từng nghe không ít lần. Hồng Quân Thành cũng chính là đặt tên theo tên vị thần nhân đã giúp người của thần giới thứ hai có được thành trì. Hơn nữa các trận pháp cũng chính là do Hồng Quân này bố trí. Chính Lâm Lâm trước kia cũng biết được Tần Sương đã từng dùng tên Hồng Quân. Tuy nhiên Lâm Lâm và Hàn Thư cũng không có nghĩ rằng Hồng Quân này chính là vị Hồng Quân kia. Cũng có một giải thích đơn giản, bao nhiêu không gian như vậy tên giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Vốn những ý nghĩ này Lâm Lâm cũng đã từng nghĩ qua. Ở đây con người tập sung từ vô số không gian, nên tên giống tên cũng là chuyện rất bình thường. Khi nàng chết đi, Hồng Quân mới chỉ là kim tiên cảnh giới, khi đó lại là sinh tử hai con đường khác nhau. Nàng cũng không nghĩ được rằng Hồng Quân Thành được đặt tên theo vị tiểu sư đệ Hồng Quân Tần Sương này. Sương sư đệ ư? Nghịch Cương nghi hoặc nhìn Hàn Thư. Hồng Quân tên thật cũng không có nói cho Nghịch Cương biết, nên lâu nay Nghịch Cương cũng không biết Tần Sương là tên thật của Hồng Quân. Là như thế này, lão ca, ta có hai tên, một là Tần Sương, hai là Hồng Quân. Hồng Quân cười cười, xem như đã giải thích được nghi hoặc của Nghịch Ương. Hàn Thư nghi hoặc nói, Sương sư đệ, đệ nói tên đệ là Hồng Quân, vậy Hồng Quân Thành... Nghịch Ương giờ này đã hiểu, nhưng Hàn Thư vẫn còn chưa. Hắn cuối cùng cũng không hiểu nổi, người mà giúp bọn hắn có được tòa thành này, rốt cuộc lại là vị Sương sư đệ kia. Hồng Quân Thành cũng chính là Hồng Quân lão đệ của ngươi, chính là sư đệ của ngươi hỗ trợ đấy, ngươi không biết sao? Nghịch Cương cười cười nhìn Hàn Thư nói, sư đệ của ta ư? Tiểu Sương đệ chính là vị Hồng Quân kia ư? Điều này khiến cho hắn giật mình. Hắn trông sư đệ của mình tu luyện tiến bộ còn nhanh hơn mình. Lâm Lâm đến vô danh không gian mấy 10.000 năm, Hồng Quân khi đó mới là kim tiên cấp bậc, giờ đã là tới thần nhân. Bây giờ Nghịch Cương lại đưa cho hắn một thông tin rung động hơn. Không phải chỉ riêng mình đệ mà cùng kết hợp với Nghịch Cương lão ca. Hồng Quân cười cười hoàn toàn không phủ nhận điều đó. Liễu Hàn Thư cũng không phải là người ngoài. Ở không gian này ngoại trừ Tần Tư là anh ruột ra, chỉ còn có Hàn Thư là người thân nhất. Quan hệ giữa hắn với Cổ Bàn cũng không tính là thân cho lắm, vì dù gì là sư huynh thì cũng không khác biệt nhiều so với anh em ruột. Vô danh không gian tầng thứ 9 của 9 tầng thượng, mấy ngàn năm nay Tần Tư cũng có chút hiểu rõ về chỗ này. Ở chỗ này hắn không dám sử dụng Hồng Mông Linh Bảo, cũng chỉ còn cách là luyện chế ra thần khí để sử dụng. Tầng thứ 9 là cùng với tầng 7 giống nhau, người của thần giới thứ nhất thì ở trong thành trì, người của thần giới thứ hai ở thôn trang. Mặc kệ là thần nhân hay thần vương, vĩnh viễn thần giới thứ nhất luôn cao hơn người của thần giới thứ hai. Tầng thứ 9 không gian cũng chính là tầng cao nhất. Tại đây thần vương của thần giới thứ nhất có đến hơn 10.000, mà thần vương của thần giới thứ hai chỉ có 110 người, trong đó có hơn 10 người là cố gắng tu luyện từ tầng 8 phi thăng lên. Tần Tư đối với tình huống này hoàn toàn hiểu rõ, trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Thần vương đã chết lại một lần nữa lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bọn họ thông qua lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng có thể thuấn di, nhưng không hề có cách phá vỡ không gian này rời đi. Bây giờ Tần Tư cũng không còn tìm Hồng Quân nữa. Hồng Quân thần nhân cảnh giới còn chưa tới, cũng có thể chỉ tại nơi này sinh sống những tầm không gian thấp hơn.
mỗi một tầng đều tương ứng với năng lượng trong cơ thể của thần nhân. Hồng Quân quả thật không có khả năng cùng tầng không gian này với hắn. Thu Mi Thần Vương ở cách đó không xa, Tần Tư cũng tìm một địa phương gần đó. Ở chỗ này hắn không thể liên lạc với cha mình, tự mình phải nghĩ ra biện pháp rời khỏi không gian này. Lâm Phi biết năm đó nàng cứu một người tên là Hồng Quân, cũng chính là người đã giúp đỡ hỗ trợ cho người của thần giới thứ hai có được Hồng Quân Thành. Nghe được chuyện này, Lâm Lâm cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên nàng lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Hàn Thư. Nàng bây giờ cùng Hàn Thư ở một chỗ, đó là niềm hạnh phúc duy nhất của nàng. Hồng Quân đã bố trí xong trận pháp, một lần nữa trở lại Hồng Quân Thành. Tại đây Nghịch Hương cũng đưa cho Hồng Quân đi thăm những thành trì phụ cận. Thủ lĩnh của mấy tòa thành này nhiệt tình khoản đãi. Hồng Quân luôn luôn muốn biết tin tức của Tôn Ngộ Không nên liên tục cho người đi tìm kiếm, tin tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ có được tin tức trở về. Thời gian đã 20 năm trôi qua, Hồng Quân Thành cơ bản đã hoàn thiện và ổn định. Trăm vạn thần nhân quân đội cơ bản đã tổ chức xong. Những người đi ra ngoài tìm kiếm tin tức rốt cuộc cũng đã trở về, cũng mang cho Hồng Quân một tin tức tốt. Thái Ân Thành là một tòa thành gần với Hồng Quân Thành. Tại một thôn trang gần Thái Ân Thành, thần nhân của Hồng Quân Thành nghe nói có một người rất giống như Hồng Quân miêu tả, mà tên gọi cũng giống nhau. La Băng phi thăng sau cũng giống như Hồng Quân, nàng cũng không biết gì nên cũng đi tới thành trì tìm hiểu tin tức và cũng bị người của thần giới thứ hai ngăn cản. La Măng cũng biết được ở chỗ này chế độ không giống như ở tầng 6, nàng chỉ còn biết an tĩnh, không giống như Hồng Quân, rất bức xúc, quyết tâm quật khởi chống lại người của thần giới thứ nhất. Đối với những gì La Băng nghĩ, đó là điều này cũng không khác gì với tu la giới, cấp bậc cũng không có khác gì nhiều. Những người tu ma bình thường không có tư cách tiến vào tu la tinh, chỉ khi nàng cho phép họ mới có thể tiến vào. 40 năm trước, thánh giới thôn của thần giới thứ hai được một người tên là Hồng Quân trợ giúp, rốt cuộc chiếm được một tòa thành trì. Tin tức này cũng chậm rãi truyền đến chỗ ở của La Băng. Trong khi Hồng Quân Thành phái người đi tìm kiếm thì La Băng cũng đã xác định được người cướp được Lạc Phượng Thành chính là Hồng Quân, người cùng nàng phi thăng cũng chính là người mà nàng ngày đêm tưởng nhớ. Tại Hồng Quân Thành, La Băng một thân hắc y cứ như vậy lặng lẽ đứng nhìn Hồng Quân đang trước mặt mình. Hồng Quân thì buồn bực, hai bàn tay của hắn nắm chặt vào nhau. Điều này so với những gì hắn tưởng tượng trước khi gặp La Băng hoàn toàn trái ngược nhau. Tại không gian này chỉ có bọn họ là mấy người còn sống, mặc kệ là ai, chỉ cần nhìn thấy những người giống mình thì đặc biệt cao hứng, hỏi chuyện này chuyện kia. Nhưng La Băng phản ứng khiến nằm ngoài dự liệu của Hồng Quân. Ngươi là La Băng? La Băng vẫn lặng lặng đứng nhìn khiến Hồng Quân không kiên trì được hỏi. La Băng chỉ trả lời nhẹ nhàng. Đúng, ta là La Băng. Ngữ khí của La Băng vẫn rất bình tĩnh, không thể hiện một sắc thái nào đặc biệt. Ngươi mấy năm nay có khỏe không? La Băng hỏi lại Hồng Quân, ngược lại hắn bỗng dưng lại an tĩnh, mị im lặng. Hắn cũng không biết phải nói thế nào, trả lời như thế nào cho phải. Ta vẫn khỏe ạ. Hai người đứng ở nơi này cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, không biết nói gì cả, khiến cho Nghịch Cương, Lữ Hàn Thư, Lâm Lâm không biết chuyện gì xảy ra. Tới là tốt rồi, đến chỗ của ta. Hai người bao nhiêu năm không gặp, phải ngồi xuống hàn huyên một phen chứ. Lâm Lâm cười ha ha, kéo theo La Băng nhằm hướng nhà mình đi tới. Chỉ có nàng dường như loáng thoáng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hồng Quân huynh đệ, bằng hữu của đệ trước đây là người đứng đầu một giới hả? Nghịch Cương không xác định được hỏi, nhìn biểu hiện của La Băng khiến cho lão nhìn như thế nào cũng không nhận ra. Trước kia là như thế, nhưng bây giờ nàng thay đổi rất nhiều. Hồng Quân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, đồng thời lặng lẽ đi theo La Băng trở về. Những biểu hiện của La Băng khiến cho Hồng Quân cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Một yến tiệc dành cho tiếp đãi La Băng, không giống như trước kia nàng cùng bọn Hồng Quân hay cười nói. Giờ nàng nói rất ít, lặng lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng con mắt lại liếc nhìn Hồng Quân. Nhưng thái độ Hồng Quân đối với nàng lại không giống như nàng đối với hắn. La Băng tiểu thư, nghe nói các người ở Tu La Ma Giới, khi ta mới tới đây, đang là một tiên đế. Ta cũng có một bằng hữu là người của Tu La Ma Giới, chỉ tiếc là sau khi phi thăng ta không còn liên lạc với hắn nữa. Nghịch Ương a a cười. Chính ta cũng có nghe nói qua, Tu La Ma Giới toàn người tu ma, không ở cùng chỗ với chúng ta. Liễu Hàn Thư cũng ha ha cười. Chỉ là trước đây người của Tu La Ma Giới như mây khói, nhưng ở chỗ này tất cả mọi người đều giống nhau. Cảm ơn Nghịch Cương thành chủ và Hàn Thư phó thành chủ đã quan tâm.
La Bằng rốt cuộc lộ ra một tia cười. Nghịch Cương và Hàn Thư cũng không biết phải nói thế nào, chỉ còn cách nói chuyện về người tu ma để khích lệ La Bằng. Điểm đấy La Bằng cũng có thể thấy được. Tiểu Sương, Băng Tiên Tử đã tới, sao đệ còn không mang rượu ngon ra khoản đãi đi. Lâm Lâm mỉm cười, nàng uống rượu rất ít, chỉ là nhân cơ hội này khiến cho Hồng Quân khó xử mà thôi. Lúc này trong lòng Lâm Lâm đã có một ý nghĩ khác. Yến tiệc qua đi, Lâm Lâm và La Băng tạm thời ở cùng nhau. Đồng thời Hồng Quân cùng Hàn Thư bị các nàng đuổi đi sang bên thành chủ phủ làm bạn với Nghịch Cương. Tại thành chủ phủ, Tiểu Sương, để nói về La Tiểu Thư trước kia với La Tiểu Thư này có chút không giống nhau à? Hay là lúc trước đệ có tình khoa trương vậy? Liễu Hàn Thư và Lâm Lâm đều biết thân phận của Hồng Quân nên gọi hắn là Tiểu Sương mà không phải tên khác. Gọi tên Tiểu Sương hắn cảm thấy thân thiết hơn so với gọi là Hồng Quân. Đệ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng trước đây không có như vậy. Hồng Quân cười khổ một tiếng, La Băng giờ này nói ít hơn trước. Tình huống này khiến cho Hồng Quân cảm giác như La Băng như là một khối băng vậy. Có lẽ nguyên nhân là đã lâu không gặp nhau, chúng ta cũng không nói chuyện này nữa. Chúng ta đêm nay ba người phải cùng nhau uống một trận thật lớn à? Nghịch Cương ha ha cười lớn, lão cũng chỉ lấy cơ hội vui vẻ này để uống rượu, chứ thời gian 40 năm đối với người tu chân chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà lần này Nghịch Cương đoán đúng một nửa, hình dáng của La Băng hiện tại có quan hệ với 40 năm xa cách. 70 năm đối với người tu chân không khác gì một viên đạn bắn lên trời mà thôi. Cuộc sống đối với người bình thường thì quả thật là đáng giá. Thế mới có câu thế gian thất thập cổ lai hy. Người bình thường thì khi còn bé là một đứa trẻ con, thiếu niên, thanh niên, tráng hán, lão nhân, thậm chí có nhiều người còn chưa tới 70 năm đã chết đi. Người tu chân lại không như vậy. Đó là người tu chân tùy tiện, tu luyện đều là hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm. 70 năm có thể tính như một lần ngồi xuống mà thôi. La Băng là một người tu chân, không những thế, nàng còn đạt đến cảnh giới thần nhân. Nhưng 70 năm qua, La Băng không hề tu luyện lấy một lần bình thường, không phải đi tìm tin tức của Hồng Quân thì cũng là đi đâu đó và luôn mang theo thần khí Quân Tâm. Quân Tâm, Quân Tâm, thần khí này ngay cả Hồng Quân cũng không hề biết được tên của nó, trong khi chính hắn tặng La Băng thần khí này. 70 năm qua, La Băng sống như một người bình thường. Lần đầu tiên nàng cảm thấy được 70 năm thời gian dài như thế nào. Mới đầu nàng nghĩ rằng gặp được Hồng Quân thì tình hình sẽ khác, sẽ vui vẻ hơn. Nhưng trước tình hình này, nàng đang cảm thấy tình cảm dần dần phai nhạt đi. Nhưng cũng may nhờ có thần khí Quân Tâm nên nàng vơi bi bớt nỗi buồn. Nhớ lại 40 năm trước, một tin tức bỗng truyền tới Thái Ất Thôn. Một người thần bí tên là Hồng Quân trợ giúp cho Nghịch Cương thủ lĩnh Thánh Giới Thôn chiếm được Lạc Phượng Thành. Sau đó tòa thành được đổi tên thành Hồng Quân Thành. Hồng Quân hai chữ xuất hiện trong lòng nàng cuối cùng đem cho nàng cuộc gặp gỡ này. Nàng không tưởng tượng được nàng hưng phấn như thế nào, kích động như thế nào, ngược lại nàng trở nên ảm đạm hơn. Chính trong lòng nàng cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ gì. Một khoảng sân ở chủ phủ, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Cũng như 70 năm nay, La Băng có một thói quen là trên giường hai tay ôm thần khí Quân Tâm chuẩn bị nằm ngủ. Lâm Lâm nhìn La Băng nằm ngủ cũng là nở một nụ cười. Băng tiên tử, ta không nghĩ được đã là thần nhân cảnh giới mà muội còn buồn ngủ. La Băng nghe được thanh âm của Lâm Lâm liền ngượng nghịu ngồi dậy, hai tay vẫn ôm Quân Tâm ngại ngùng nói: Lâm tiên tử, đó là thói quen của ta trong 70 năm qua. Bây giờ ta giống như con người, buổi tối thấy buồn ngủ. Giống con người ư? Lâm Lâm thần sắc cũng ảm đạm xuống, thấp giọng nói: Ta như thế nào cũng muốn cùng Hàn Thư ở cùng với nhau, cũng được như một đôi vợ chồng bình thường, sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Mặc dù ngắn ngủi 10 năm, nhưng ta dám đổi 10 năm này lấy 1000 năm trước đây. La Băng bất đắc dĩ cười khổ: 70 năm qua không có ai nên ta cũng không tu luyện, chỉ như vậy một mình sống cho tới bây giờ mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta 70 năm mà dài như vậy. Nói xong, La Băng nhẹ nhàng vuốt ve thần khí Quân Tâm. May mắn có nó cùng ta, nếu không ta cũng không biết phải làm thế nào nữa. Đây là thần khí sao? Lâm Lâm nước mắt nhìn ra kiện binh khí này bất phàm, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nó là thần khí, tên Quân Tâm chính là do ta đặt. La Băng sâu kín nói. Quân Tâm ư, tên dễ nghe nhỉ? Lâm Lâm cười hỏi, thần khí này là ai đưa cho nàng vậy? Trên mặt La Băng bỗng dưng xuất hiện một tia ửng hồng. Nói chuyện này là do ta đòi người khác phải cho.
La Băng muốn đi lại ở tầng 6 nên Hồng Quân đưa cho nàng kiện thần khí này. Hồng Quân! Lâm Lâm không để ý, buột miệng nói ra. La Băng mặt càng ngày càng đỏ. Lâm tiên tử, ta xem chuyện gì nàng cũng đoán được. Nhưng mà sau này nàng đừng gọi ta là Lâm tiên tử nữa, chỉ cần gọi ta là tỷ tỷ là được, nghe như thế thân mật hơn. Lâm Lâm ngồi bên này giường kéo tay La Băng nói. Tỷ tỷ! La Băng trả lại nói ngay. Sau này tỷ tỷ gọi muội là Băng Nhi là tốt rồi. Tốt lắm Băng Nhi, bây giờ tỷ muội đều cùng chung chí hướng, ta là tỷ tỷ có mấy câu không thể không nói. Lâm Lâm nói tới đây sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. La Băng không biết Lâm Lâm định nói gì, cười cười nói. Có chuyện gì tỷ tỷ cứ nói thẳng ra. Lâm Lâm kéo tay La Băng đoạn nói. Băng Nhi, nếu tỷ không nhầm thì muội đối với Hồng Quân cũng giống như tỷ đối với Hàn Thư đúng không? La Băng suy nghĩ một chút rồi nói. Tỷ tỷ, nói thật về chuyện này muội cũng không biết. Nếu là 10 năm trước đây muội sẽ có câu trả lời chính xác cho tỷ, nhưng bây giờ muội không thể. Lâm Lâm trầm tư một chút. Nàng cũng là phụ nữ, những hành động của La Băng khi gặp Hồng Quân đã khiến cho Lâm Lâm nhận thấy rõ ràng La Băng đã thích Hồng Quân. Nếu bây giờ La Băng đưa ra một câu trả lời thuyết phục, nhưng hiện giờ lại để cho nàng có chút khó hiểu. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lâm Lâm, La Băng giải thích. Tỷ tỷ, tỷ cũng biết mà, 40 năm trước muội đã kinh ngạc khi biết Hồng Quân ở trong tòa thành trì này. Chính muội cũng đã không đến đây. Trong 30 năm nay muội thay đổi rất nhiều, ngay cả trong lòng muội nghĩ như thế nào muội cũng không biết. Muội vốn nghĩ tìm một nơi nào đó để ẩn cư, nhưng người của Hồng Quân Thành tìm được muội, muội mới tới Hồng Quân Thành. Không phải muội muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, chỉ muốn biết rằng trong những năm qua hắn sống có tốt hay không. Na Băng nói trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lâm Lâm đưa tay vòng qua vai nàng, để bờ vai của nàng dựa vào an ủi. Muội muội, muội nói tiếp đi. Chuyện gì tỷ có biết không? Muội vừa phi thăng lên tầng không gian này, nơi nào cũng nghe ngóng tin tức của hắn, nhưng cực hạn cũng chỉ là phạm vi nhỏ thôi, căn bản là tìm không được. Có khi muội còn nghĩ muội thật vô dụng, thật sự rất vô dụng. Muội cũng nghĩ có lẽ phải tu luyện để vượt qua thời gian này, cũng chỉ vì một ngày nào đó xuất hiện tại địa phương này trong khi muội đang tu luyện thì hắn sẽ tìm không được. Cho nên muội lựa chọn cuộc sống của một người bình thường. Muội tưởng hơn 10 năm, thậm chí 100 năm chỉ là nháy mắt là qua. Nhưng muội đã sai rồi, cảm giác khó khăn, đau khổ, nhớ nhung, sầu muộn của 10 năm khiến cho muội nghĩ mình đã trải qua 10.000 năm. Như vậy 30 năm thật sự là quá dài. Chậm như vậy nhưng ngay cả muội cũng không biết muội đang chờ đợi cái gì nữa. Lâm Lâm hoàn toàn hiểu được, không phải là La Băng lạnh lùng, cũng không phải La Băng không thích Hồng Quân, mà cuộc sống 30 năm của người bình thường khiến cho nàng có bao nhiêu áp lực. Không dám tu luyện, trong lòng vô cùng tư niệm, kỷ niệm riêng tư, đừng nói là 30 năm, chỉ cần 3 tháng cũng khiến cho người ta ngao ngán. Cuộc sống như vậy, Lâm Lâm cũng hiểu được, nàng cũng có cuộc sống bình thường, hoài niệm về một kỷ niệm. Đột nhiên nghe được Liễu Hàn Thư chết đi, nàng cảm thấy trong lòng mình như đứt ra từng khúc ruột. Cuộc sống như thế 30 năm quả thật quá dài. Khóe mắt Lâm Lâm cũng chảy ra nước mắt. Băng Nhi, tỷ tỷ hiểu được, tỷ tỷ hiểu được, mấy năm qua muội cực khổ quá rồi. La Băng lau đi nước mắt rồi nói tiếp. Tỷ tỷ, tỷ có biết la lịch của Quân Tâm không? Nói xong nàng cười khi nước mắt còn vương trên mi, khiến vẻ đẹp lại càng rung động lòng người. Thần khí này chính là hắn đưa cho muội. Nhưng khi hắn đưa thần khí này chưa có tên, chính muội đã đặt tên cho nó, gọi là Quân Tâm. Quân Tâm, nguyên lai là thế, muội muội thật sự là nhiều ý tưởng đấy. Lâm Lâm giờ này cũng hiểu được ý nghĩa của thần khí Quân Tâm. Những thời gian qua, cứ mỗi buổi tối, muội hai tay ôm Quân Tâm đi ngủ, hy vọng tinh thần có thể ổn định. Từ trước tới nay đều như vậy cả, mặc dù biết nó chỉ là một kiện vũ khí lạnh lùng, nhưng vị trí của nó trong lòng muội không cái gì có thể thay thế được. Lâm Lâm trầm mặc một hồi, cùng với một kiện binh khí bầu bạn hơn 10 năm, hơn 10 năm đó chỉ có một kiện binh khí bầu bạn, giống một người có nhiệt huyết nóng bỏng như thế nào thì với từng đấy thời gian nhiệt huyết cũng dần dần lạnh đi như băng. Lâm Lâm nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho La Băng, đoạn nhẹ nhàng nói: "Muội muội, nỗi khổ của muội tỷ hiểu, tỷ cũng đã từng có thời gian sống như vậy, chỉ là không dài như vậy thôi." Có điều muội còn có Quân Tâm để ôm khi đi ngủ, muội cũng biết 30 năm qua rốt cuộc muội chờ đợi cái gì. Dù gì bây giờ cũng gặp lại rồi, đã gặp lại cũng nên bỏ đi những thứ không hài lòng, đón chờ sự khởi đầu mới, hoặc có thể nói muội lên nghênh đón một hạnh phúc mới.
Tí tí, những điều tí nói muội cũng hiểu, thật sự hiểu, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với hắn, muội cũng không biết muội có vị trí gì trong lòng của hắn cả. La Băng trong lòng có chút mâu thuẫn, đối với Hồng Quân nàng không biết phải làm thế nào cho tốt. Lâm Lâm cũng là cười cười nói, muội muội, muội có muốn nghe kể chuyện xưa của tỷ không? La Băng kinh nghi nhìn Lâm Lâm, hiển nhiên nàng không có nghĩ tới vị tỷ tỷ này cũng có chuyện xưa. Ta và Hàn Thư đều là người của Thiên Ma yêu giới, khi đó tu vi của ta đã tới Kim Tiên, Hàn Thư là một người bị gia tộc cho là phế vật, tại Thiên Ma yêu giới sinh ra đã 20 tuổi mà chỉ có kim đan kỳ cảnh giới. Xuất sinh tại Thiên Ma yêu giới 20 tuổi mới là kim đan kỳ, La Băng cười khổ, người như vậy có thể coi là phế vật, thế nhưng nàng không dám nói ra khỏi miệng, dù gì thì Hàn Thư cũng là trượng phu của Lâm Lâm. Muội thấy thế có phải buồn cười đúng không? Chỉ có khi chúng ta gặp nhau, thật kỳ lạ là ta lại thích hắn, một người hơn 20 tuổi mới kim đan kỳ, một kẻ phế vật. Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Lâm Lâm không nhịn được cười lớn một tiếng. Sau này mới biết được hắn là đồ đệ của Tần Tiền Bối, vừa mới được Tần Tiền Bối cải tạo kinh mạch, cho dù là tại Thiên Ma yêu giới cũng có thể gọi là thiên tài trong các thiên tài. Cuộc sống của hắn đứng trước một tương lai sáng lạn, nhưng vì bảo vệ sư tôn của mình, không chịu lộ ra nơi sư tôn ở, lại sợ bị người ta sử dụng siêu hồn thuật nên đã phục độc tự vẫn. Mặc dù đã rời đi khỏi thế giới kia hơn 10.000 năm, nhưng nhớ tới khi Tần Vũ tiên sinh nói Hàn Thư đã chết, Lâm Lâm vẫn không kiềm chế được xúc động. Còn sau này thế nào? La Băng không thể nghĩ được người tỷ tỷ này so với mình còn thảm hơn. Chính mình ít nhất còn biết đối phương đang có mặt ở nơi này, chỉ là không biết chỗ chính xác, không tìm được. Khó có thể biết được nếu nhận được tin tức Hồng Quân chết đi, nàng sẽ như thế nào. Lâm Lâm cũng có vẻ thẹn thùng nói, sau này tỷ cũng giống như muội, không chịu tu luyện, ngày đêm tưởng nhớ Hàn Thư. Mặc dù biết không có cách nào gặp lại, ông nội của tỷ không có biện pháp, liền nói dối tỷ, khi nào tu luyện đến thần nhân cảnh giới, liền có thể phá vỡ không gian, đi đến thế giới của người chết. Tỷ khi đó cái gì cũng không biết, một câu nói dối đó khiến cho ta điên cuồng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới thần nhân cảnh giới. Tất cả cũng chỉ là mục đích muốn nhanh nhanh gặp lại được Liễu Hàn Thư. Sau này gặp lại Hồng Quân, khi đó một phương thế lực của Thiên Ma yêu giới là Ngũ Hành, muốn giết chết Hồng Quân cướp đoạt thần khí. Chàng tranh đấu này đưa tới rất nhiều người, đa số là những người đứng đầu các giới. Cũng tại chàng chiến đấu đó, ta bị Ngũ Hành đánh lén, mất đi tính mạng, đi tới nơi này. Trải qua 10.000 năm tu luyện, rốt cuộc đạt đến thần nhân cảnh giới, phi thăng tới tầng này mới có cơ hội gặp được Hàn Thư. Chúng ta chia lìa một lúc 10.000 năm đấy. La Băng sửng sốt, chia lìa 10.000 năm, mặc dù đa số thời gian là tu luyện, nhưng cuộc sống bình thường có nhiều tư niệm như vậy, ít nhất cũng có đến mấy trăm năm. Muội muội, có đôi khi con người còn sống mới là trọng yếu. Ta biết muội cùng Hồng Quân đều là còn sống, chính vì vậy muội cũng nên mở rộng lòng mình một chút đi, đừng để đến khi mất đi rồi mới hối hận. Lâm Lâm nói ra những điều này tất cả đều nhằm thuyết phục La Băng. Đừng để mất đi mới hối hận, đừng để mất đi mới hối hận. La Băng nhẩm đi nhẩm lại câu nói này, trong nhất thời sắc mặt nàng trở nên thẫn thờ, trong đầu một loạt ký ức đột nhiên hiện về. Hồi lâu sau, La Băng nở ra một nụ cười thật sáng lạn. Khi nàng cười xong, trong tay Quân Tâm bỗng dưng biến mất, dung nhập vào thân thể. Tỷ tỷ, muội thực sự cảm ơn tỷ, nếu không có tỷ, muội thực sự đã lâm vào ngõ cụt, không biết đến bao giờ mới có thể ra được. Quân Tâm, Quân Tâm, chỉ có nửa ngày thôi mà đó đã giải tỏa cho muội biết bao nhiêu năm qua. Lâm Lâm cũng cười nói, muội muội, muội hiểu rõ là tốt rồi, có lẽ không lâu sau muội sẽ gọi ta là sư tẩu rồi. Tỷ tỷ, tỷ nói chuyện. La Băng đã giải tỏa được những uất trong lòng, khôi phục lại bộ dáng trước đây, cũng là năng cười năng nói hơn. Chính là không biết ý của hắn như thế nào. Chuyện này muội yên tâm, chuyện này để ta lên tiếng cho, dù gì phu quân của ta cũng là đại sư huynh của hắn. Cha hắn lại không ở đây, huynh trưởng thay cha, Hàn Thư có thể tính là trưởng bối của hắn mà. Những lời này nhất định hắn sẽ phải nghe. Lâm Lâm cười cười nói, nhưng mà chuyện này không miễn cưỡng được, chuyện này chậm rãi phát triển là tốt rồi. Muội xem lại hắn vài ngày, xem thái độ của hắn như thế nào. Lúc này La Băng hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng nữ nhi, bộ dáng mà trước đây Hồng Quân từng biết. Tỷ tỷ, tỷ nói cha của Hồng Quân cũng như theo lời tỷ nói chính là Tần Vũ tiền bối, sư tôn của Hàn Thư đại ca, tới cùng là một người như thế nào?
La Băng một vài lần nghe chuyện gia đình của Hồng Quân, nhưng cuối cùng câu chuyện cũng không đi đến đâu. Nàng chỉ biết là đại ca của Hồng Quân là một thần vương, còn lại cái gì cũng không biết. Về Tần Tiền Bối, tỷ cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết bây giờ người đó ở thần giới là một phương đại thế lực, dựa theo Hồng Quân nói là thế. Lâm Lâm kể lại những lời này từ chuyện nghe Hồng Quân nói cho La Băng nghe. Thần giới, thế lực cực mạnh ư? La Băng có chút sững sờ, mặc dù đã đoán thân phận của Hồng Quân không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ tới cha của Hồng Quân lại là một thế lực cực mạnh tại thần giới. La Băng tả các thế lực của thần giới cũng phân biệt được. Bát đại thánh hoàng, tam đại phi thăng giả, thật không ngờ lại xuất hiện một thế lực của Tần Vũ tiên sinh thần bí. Ồ, ta nhớ rồi, tại Tiên Ma yêu giới trước khi ta chết, ta nghe Hồng Quân kêu gọi mẫu thân. Ngày trước ta cũng không biết, nhưng sau này nghe các vị tiền bối của thần giới nói, chỉ có tính mạng thần vương mới có thể cứu ta. Ta tin tưởng mẫu thân của Hồng Quân chính là tính mạng thần vương. Lâm Lâm nhớ lại tình cảnh trước khi mình chết, liền nói lại cho La Băng. Cái gì? Tính mạng thần vương ư? Truyền thuyết nói rằng chỉ cần có một tia chân linh tồn tại thì tính mạng thần vương có thể cải tử hồi sinh. La Băng có chút choáng váng, chẳng trách được trên người Hồng Quân có nhiều thần khí đến như vậy. Đại ca là thần vương, mẫu thân là tính mạng thần vương, còn vị Tần Vũ tiền bối thần bí kia chắc chắn ít nhất cũng là thần vương, hơn nữa còn là một thần vương cực kỳ mạnh, nếu không thì không thể cùng so sánh với bát đại thánh hoàng, tam đại phi thăng giả. Nói về gia thế, ta không hơn được hắn rồi. La Băng bỗng có một cảm giác vô lực. Từ trước tới nay nàng tu luyện Tu La Hoàng Đạo, lại là Tu La Ma Quân chủ, là hậu duệ của Tu La thần giới La Phàm. Cho dù La Băng không coi trọng thế gia thì nàng cũng có một chút tự hào. Cho dù có gặp qua đại ca của Hồng Quân là thần vương Tần Tư, đều không có khiến cho nàng phải suy nghĩ. La Phàm chính là thần vương đầu tiên của thế lực phi thăng giả. Thế nhưng hôm nay nàng nghe được thân thế của Hồng Quân thì không chịu được có chút vô lực. Lâm Lâm lướt mắt một cái có thể hiểu được La Băng đang nghĩ gì, liền nói. Muội đừng quá lo lắng, Tần tiền bối rất tốt à, chỉ cần muội cùng Hồng Quân thật tình yêu nhau, tin tưởng Tần tiền bối sẽ không ngăn cản đâu. Lâm Lâm lời này hoàn toàn đoán đúng. Cho dù La Băng có là hậu duệ của Tu La thần vương hay là một cô gái bình thường ở phàm nhân giới đi chăng nữa thì Tần Vũ cũng không ngăn cản, bởi vì mối duyên của hắn và Khương Lập cũng cho hắn thấy được có được tình yêu phải khổ cực như thế nào. Hai người cứ cười cứ nói, cũng chẳng để ý đến thời gian. Chẳng trách họ là thần nhân, họ chỉ không cần nghĩ đến ngủ thì căn bản cũng chẳng cần ngủ. Nghịch Cương đang cầm vò rượu. Ta nói tiểu quân, tiểu lượng của đệ cùng với tài ta đánh cờ của đệ kém lắm, mới uống được có một chút mà ba người uống rượu đều đã nói là không được dùng thần lực, mặc cho nồng độ của rượu ngấm vào cơ thể. Hồng Quân lúc này nghiêm mặt, nghe được Nghịch Cương chê bai mình liền phản bác. Đệ mà tiểu lượng kém ư? Huynh nhìn huynh kìa, có ra cái dáng gì không hả? Ngay cả con người cũng không giống đệ. Công nhận đệ đánh cờ kém, sau này có cơ hội đệ sẽ để cho mẫu thân đánh với huynh, lúc đó đánh cho huynh không còn manh giáp, ha ha. Hồng Quân lúc này rất hối hận vì trước đây không học tài đánh cờ của mẹ, nếu không thì bây giờ cũng không có bị Nghịch Cương chê bai như vậy. Liễu Hàn Thư đã sớm đổ xuống chiếc bàn phía dưới. Nói thì nói, nhưng gã này mới là gã có tiểu lượng kém nhất. Cũng đã đến chiều hôm sau, Lâm Lâm và La Băng mới đi ra ngoài, phát hiện ba người đều nằm trên mặt đất, ngã trái, ngã phải, còn đâu bộ dáng của thành chủ và phó thành chủ nữa. Lâm Lâm vỗ vào vai Liễu Hàn Thư, vẫn không thấy hắn nhúc nhích, đẩy qua để lại một hồi mới thấy động tĩnh, mắt nhắm mắt mở đã thấy Lâm Lâm đang ngây ngốc nở nụ cười. Lâm Nhi, không nghĩ trời đã sáng rồi. Lâm Lâm tâm trạng cũng cảm thấy ấm áp, nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Hàn Thư thật như một con người bình thường. Nghịch Cương cùng Hồng Quân cũng tỉnh dậy, mới phát giác đã qua một đêm, mấy người đều nằm dưới đất, cả ba đều chỉ vào nhau ha ha cười to. Cả hai nàng xem thời khắc này trong lòng đều cảm thấy ấm áp lạ thường. Mấy người đang đắm chìm trong cười đùa thì thấy Nghịch Cương kêu lớn lên một tiếng, thì ra hắn bây giờ mới kiểm tra thì nhận được mười mấy tin tức. Lão vội vàng mở ra xem, con mắt dần dần trở nên sáng ngời. Chuyện này chắc chắn là chuyện lớn. Cách Hồng Quân Thành khoảng 700.000 dặm, phát hiện ra một mỏ khoáng mạch chưa từng được khai thác, lại ở một nơi rất bí mật, nên có lẽ đó là nguyên nhân mà khoáng mạch này chưa từng được khai thác.
Nghịch Cương xem xong tin tức mà vẫn liên tục cười lớn. Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư cũng không hiểu vì sao chỉ nhìn Nghịch Cương với con mắt khó hiểu. Quáng tàng, là quáng tàng, là huyền tinh thiết quáng đấy. Trên mặt Nghịch Cương tràn đầy hưng phấn, cứ như là bảo tàng sắp rơi vào tay lão không bằng. Cái gì là huyền tinh thiết quáng ư? Là cùng với Ô Diễn Thạch có cùng cấp bậc. Có huyền tinh thiết quáng, ta có thể luyện chế thật nhiều thần khí à. Hồng Quân nghe được tên của huyền tinh thiết quáng thì cũng rất hưng phấn, chẳng kém Nghịch Cương chút nào. Liễu Hàn Thư thì không biết huyền tinh thiết quáng là cái gì, nhưng hắn nghe được là cái gì luyện chế thần khí, mà còn là thật nhiều thần khí nữa. Này, này, người của chúng ta là thần giới thứ hai, có làm được không vậy? Hàn Thư nghi ngờ hỏi. Có thể chứ. Từ ngày hôm nay, chúng ta, người của thần giới thứ hai, không ngừng sáng tạo lịch sử, sáng tạo ra kỳ tích. Chúng ta có đủ tư cách để có được thành trì, có đủ tư cách cùng người của thần giới thứ nhất ngang bằng. Nghịch Cương chính là rất hưng phấn, hình dung đó là một loại điên cuồng, nó giống như một gã hấp huyết quỷ đang đứng trước một biển máu vậy. Thế nhưng được một lúc, Hồng Quân là người nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nhíu mày hỏi. Nghịch Cương lão ca, huynh đừng có nói cho ta biết là xung quanh quáng mạch có thành trì của thần giới thứ nhất đấy nha. Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Quân đột nhiên nghiêm nét mặt. Ai, để ta nói, xung quanh quáng mạch có hai tòa thành trì, một tòa cách khoảng 1.300.000 dặm, một tòa cách khoảng 1.600.000 dặm, chúng ta có khoảng cách là gần nhất mà. Nghịch Cương lão ca, huynh không thấy có cái gì đó không đúng sao? Hồng Quân ngẫm lại hỏi. Chuyện này ta cũng không nghĩ tới. Nghịch Cương vừa rồi quá hưng phấn, có quáng tàng, Hồng Quân lại là luyện chế cao thủ, một chút hưng phấn thái quá khiến cho lão không nghĩ được cái gì cả. Quáng mạch này có hai tòa thành trì bên cạnh, nếu nói theo khoảng cách thì không tính là xa, nhưng lại không có ai khai thác cả. Điều này nói lên cái gì đây? Nói rằng quáng tàng này có nguy hiểm. Hồng Quân cười cười nói. Hình như có chuyện như vậy. Hàn Thư cũng là từ hưng phấn tỉnh táo trở lại mới phát hiện Hồng Quân nói có lý. Hồng Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, đột nhiên ha ha cười lớn, tự tin nói. Thế nhưng mặc kệ Long Đàm Hổ Huyệt, chúng ta đều phải xông vào một lần. Đây chính là cơ hội của chúng ta, người của thần giới thứ hai. Lúc này tại thành chủ phủ của Luyện Hỏa Thành, ngoại trừ Luyện Hỏa Thành chủ gia, còn có một người trong phòng, đó là một vị khách. Nếu Hồng Quân và Nghịch Cương ở đây, chắc chắn nhận ra vị khách này. Đúng, đó chính là Lưu gia tộc thúc Lưu Cẩm. Ta cũng không tin tên tiểu tử này có thể tránh được kiếp nạn này. Lưu Cẩm hung hăng nói. Thành chủ của Luyện Hòa Thành Lộ Chiến Thiên cũng hừ lạnh. Dám giết muội muội của ta cùng với cháu ngoại của ta, ta Lộ Chiến Thiên lại là quốc thủ không báo sao? Muội phu, muội cứ an tâm, huyền tinh thiết quáng không phải là tin tức tốt lành gì. Nói xong hắn nở ra một nụ cười lạnh lùng thâm độc. Hồng Quân Thành, thành chủ phủ, Nghịch Cương, Hồng Quân, Hàn Thư đang ngồi thương nghị cái gì đó. Liễu Hàn Thư cau mày nói. Sư đệ, chiếu theo những gì đệ nói thì chắc chắn huyền tinh thiết khoáng có gì đó bí mật. Nếu không thì đã bị người của thần giới thứ nhất khai thác rồi. Nếu người của thần giới thứ nhất không có năng lực khai thác, chỉ sợ chúng ta muốn khai thác cũng chẳng dễ dàng gì. Sư huynh nói mặc dù có lý, nhưng cũng không thể không phủ nhận. Một tòa khoáng mạch như thế có thể khiến cho thần giới thứ hai của ta xoay chuyển tình thế, mặc dù là thật buồn cười, nhưng vì địa vị của thần giới thứ hai cũng đáng cho chúng ta mạo hiểm mà. Hồng Quân phân tích. Nghịch Cương thở dài nói. Chỉ là chúng ta không biết có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta liệu có thành công hay không. Nghịch Cương lão ca, luận về thần nhân cấp bậc mà nói, hiện nay có mấy người đã được nghịch thiên nhất kiếm của đệ, điều đó biểu tượng cho điều gì đây? Hồng Quân đối với nghịch thiên nhất kiếm của mình thì cực kỳ tin tưởng, mà chuyện này còn chưa có gì đáng nói. Mới sử dụng thần khí, uy lực đã như thế, nếu đổ lại sử dụng bằng nhị lưu hồng mông linh bảo thì uy lực còn ra cái dạng gì đây? Có thể một kích giết chết 10 vạn thần nhân chứ không còn là lời đồn thổi nữa. Tiểu Quân, nghịch thiên nhất kiếm của đệ quả thật là lợi hại. Đừng nói là thần nhân cấp bậc, ta sợ ngay cả hạ bộ thiên thần cũng không dám ngạnh kháng một kích toàn lực của đệ. Chỉ là... nhiều năm qua đi như vậy mà thần giới thứ nhất vẫn không khai thác, ta nghĩ chỗ đó chắc chắn nguy hiểm cực kỳ. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, ta có một biện pháp. Hồng Quân đột nhiên con mắt sáng ngời. Biện pháp gì? Nghịch Cương và Hàn Thư đều vội hỏi. Hồng Quân cười cười nói. Biện pháp của đệ cũng khá là đơn giản,
chúng ta cứ đi đến thiết quán một vòng, sau đó tuyên truyền tin tức, chẳng những tuyên truyền phát hiện thiết quán mà còn tuyên truyền chúng ta có được thiên thần khí. Đến lúc đó chúng ta mỗi người một kiện thiên thần khí đi ra để cho họ tin. Nếu thiên thần khí không đủ hấp dẫn đối với những người thần giới thứ nhất thì chúng ta đành phải bỏ qua mỏ thiết khoáng này. Nếu có thể dẫn dụ họ chuyện này thì tốt rồi. Chúng ta sẽ có pháo hôi dẫn đường. Đến lúc đó tại bên ngoài thiết khoáng ta sẽ bố trí hai cái nhị cấp sát trận, khiến cho bọn hắn không dễ dàng tiến vào thiết khoáng, chứ đừng nói là mang thiết khoáng đi. Tiểu Sương, Hàn Thư cau mày nói, đệ nói biện pháp này rất tốt, nhưng thiên thần khí chỉ có thần vương mới có thể luyện chế ra được thôi. Sư huynh, huynh yên tâm đi, thiên thần khí trong tay ta có vài món. Hồng Quân có chút cười cười. Cái gì? Nghịch Cương cùng Hàn Thư đều giật mình. Đệ nói đệ có thiên thần khí sao? Nghịch Cương lão ca, Hàn Thư sư huynh, đệ không phải giấu giếm gì các huynh cả, chỉ là nói lên điều này quả thật có điểm không thể tưởng tượng nổi. Hồng Quân cũng thấy đau đầu vì chuyện này. Nếu nói với họ rằng trong tay mình có đến mấy trăm kiện thiên thần khí, sợ rằng hai người đều muốn nổi máu lên cướp đoạt lắm. Hồng Quân, đệ đừng nên lo lắng, đệ cho ta hai kiện thần khí, lão ca đã rất mang ơn đệ rồi, chỉ là những lời này nói lên quả thật khó có thể tin được. Nghịch Cương nhìn sắc mặt đang xấu hổ của Hồng Quân, cười ha ha nói. Liễu Hàn Thư thì từ trước tới giờ chưa được Hồng Quân cho một kiện thần khí nào, hai mắt dưng to nhìn Hồng Quân. Hồng Quân cười khổ một chút nói, sư huynh, huynh đừng vội, thần khí trong tay đệ đích xác là không có, chờ chúng ta từ thiết quán trở về, đệ sẽ tặng huynh một kiện. Nếu tính ra thì Hàn Thư chính là người thân cận với hắn nhất hiện nay, mà hắn còn chưa cho sư huynh một kiện thần khí nào, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Nghe được thiên thần khí, Hàn Thư hai mắt chỉ thiếu trợn ngược lên, nhanh chóng cầm lấy tay Hồng Quân vội vàng nói, tiểu Sương, điều này là đệ nói đấy nha, sau này đừng có nuốt lời. Hồng Quân nhìn bộ dáng khẩn trương của Hàn Thư bật cười nói, sư huynh không cần ở chỗ này, đệ thề cho huynh xem chứ. Không cần, không cần. Liễu Hàn Thư giờ mới thấy bộ dáng của mình có vẻ hơi hưng phấn thái quá, ngượng ngùng cười. Tốt rồi, chuyện này không thể chậm trễ, 3 tháng sau chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng trước khi đi, chúng ta phải phát tán tin tức chúng ta muốn đi thiết quán. Đến lúc đó, đệ sẽ cho thần giới thứ nhất một cái đại lễ. Mặc kệ là thế giới gì, không gian gì thì tin tức truyền bá cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian 3 tháng thì 6 tòa thành trì đã biết đến tin tức này. Chuyện phát hiện ra huyền tinh thiết quán không còn gì là bí mật nữa. Người của thần giới thứ hai không biết, cũng vì bị người của thần giới thứ nhất áp bức. Bây giờ Hồng Quân Thành đã được dựng lên, các loại tin tức cũng lập tức được truyền tới tai họ. Mà vấn đề chính là Luyện Hỏa Thành cố tình truyền bá tin tức này cho thần giới thứ hai. Hồng Quân Thành cũng chính biết được hết tin tức này. Tin tức ba người chuẩn bị đi huyền tinh thuyết quán khiến cho người của thần giới thứ nhất vui mừng, nhưng họ cũng không có hảo tâm nhắc nhở một chút. Dù sao bọn họ cũng đang muốn đối đầu với người của thần giới thứ hai. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong 3 tháng này, La Băng đã thay đổi rất nhiều. Nghịch Ương và Hàn Thư cuối cùng cũng biết được một La Băng đúng như những gì mà Hồng Quân đã từng nói. Về phần Lâm Lâm thì biết rõ nguyên nhân, nhưng nàng cũng không nói nhiều làm gì. Tốt lắm sư huynh, chúng ta xuất phát thôi. Hồng Quân vẻ mặt cười, quay lại gọi Liễu Hàn Thư, trong khi Lâm Lâm thì không ngừng nói lời tạm biệt với hắn. Ta nói rồi, Hàn Thư huynh đệ, chuyện nữ nhi tình trường chỉ làm đoàn khí nam nhi mà thôi. Nghịch Ương cũng đứng một bên đả kích. Liễu Hàn Thư bị trêu như vậy thì mặt cũng đỏ cả lên, ngượng ngùng nhìn Lâm Lâm nói, thôi được rồi Lâm nhi, Nghịch Cương thành chủ cùng Sương sư đệ đang đợi ta đằng kia, sau khi chuyện này chấm dứt ta sẽ cùng nàng an hưởng cuộc sống của những người bình thường mấy trăm năm. Lâm Lâm nghe được như vậy thì vẻ mặt vui vẻ. Hàn Thư, lời này là chàng nói đó nha, đừng có mà gạt thiếp. Hàn Thư cũng bị chính những lời này thuyết phục đến tâm can chấn động. Chỉ cần có mỗi một yêu cầu là an hưởng cuộc sống bình thường mấy trăm năm, gặp được nhau phải mất tới hàng ngàn năm, hắn cũng kiên định nói, Lâm nhi, ta nhất định đáp ứng chuyện của nàng, ta nhất định sẽ làm được. Thiếp tin chàng. Lâm Lâm đôi má hồng lên, gật gật đầu, quay đầu đi về, không nhìn Hàn Thư nữa. Không nhìn mặt của Nghịch Ương và Hồng Quân, Hàn Thư cũng không nói gì, nhanh chóng đuổi kịp Hồng Quân và Nghịch Ương. Ba người hướng về phía huyền tinh thiết quáng bay tới. Đương nhiên lúc đó thần giới thứ nhất cũng phái không ít người tới theo dõi huyền tinh thiết quáng, nhưng bọn chúng cũng không phải đến huyền tinh thiết quáng khai thác, mà chỉ đến thăm dò tin tức mà thôi. 700.000 dặm nếu là đặt ở một người bình thường là một con số nhiều vô kể, chỉ dựa vào nhân lực có thể nói là cùng cực
cũng không thể đi hết được, chỉ có thể học phi hành. Lúc đó thì không gì là không thể. Một khoảng cách xa như vậy, nhưng ba người vừa phi hành vừa nói chuyện, cuối cùng chỉ mất có nửa tháng là tới nơi. Ba người cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là một mảng sa mạc rộng lớn. Sa mạc này còn lớn hơn Sa Khâu Lăng mà trước kia Nghịch Cương cùng Lưu Kiến chiến đấu. Như mục lực của thần nhân cũng không nhìn được điểm cuối cùng của sa mạc. Ở bên trong mục lực có thể nhìn được là một ngọn núi, còn lại tất cả chỉ là một màu vàng của cát. Có thể nói sa mạc này đã không ít tuổi rồi. Căn cứ tình báo thì từ nơi này chúng ta đi tới 3.000 dặm có thể đến được vị trí của huyền tinh Thiết Quáng. Nghịch Cương nhìn tin lệnh nói với Hàn Thư và Hồng Quân. 30.000 dặm không tính là xa, chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này nữa. Bây giờ chúng ta nên đến đó thôi. Đối diện với sa mạc này, đột nhiên trong lòng Hồng Quân lại có một cảm giác kỳ lạ, có thể nói là hùng tâm tráng trí. Có lẽ không lâu sau, sa mạc này chính là trở thành một chiến trường. Ba người cũng không cần chần chờ, cấp tốc bay đi. Chỉ nửa ngày sau, họ đã bay được 30.000 dặm. Một tòa núi hiện ra trước mắt của mọi người. Ngọn núi chiếm một diện tích lớn trên mặt đất, liên miên hơn 10.000 dặm, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là huyền tinh Thiết Quáng ư? Nghịch Cương trợn mắt há mồm nhìn ngọn núi lớn trước mặt. Cho dù lúc trước tại Thiên Ma Yêu Giới cũng rất ít khi nhìn thấy ngọn núi to lớn như thế này, huống hồ đây chính là mỏ huyền tinh Thiết Quáng trong truyền thuyết. Đây chính là huyền tinh thần thiết, với số lượng như thế này luyện được bao nhiêu thần khí đây? Liễu Hàn Thư cũng choáng váng. Nghịch Cương lão ca, huynh nói cả ngọn núi này là huyền tinh Thiết Quáng sao? Đều là tài liệu để luyện chế thần khí sao? Cho dù tại thần giới, Hồng Quân cũng chưa từng thấy quáng mạch nào lớn đến như vậy. Chỉ cần dựa vào quáng mạch có thể luyện chế hơn 100 vạn thần khí. Tại lịch sử của thần giới thứ hai là chưa từng có. Về phần lịch sử của thần giới thứ nhất lâu như vậy, có hay không, không biết quáng mạch này. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Hồng Quân mỉm cười nói, Hàn Thư cùng Nguyệt Cương cũng mỉm cười đi theo. Ba người thân ảnh chợt lóe lên, nhưng không có tiến vào tòa quáng mạch khổng lồ này. Đương nhiên, những hành động này không thể lọt qua mắt của nhiều người. Ba người Hồng Quân không có trực tiếp tiến vào quáng mạch, mà chỉ tiến đến phía trước quáng mạch bố trí một trận pháp nho nhỏ. Người ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy được tình huống này. Với chiêu này, chúng ta bố trí, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây 1 năm, sau đó chúng ta mới ra ngoài. Hồng Quân rất hài lòng với kết quả này. Hắn có thể thấy tình cảnh khi ba người đi ra ngoài, trên tay cầm thiên thần khí, địch nhân bên ngoài sẽ có vẻ mặt như thế nào đây. Còn đây là 2 kiện trung phẩm thiên thần khí. Hồng Quân nói xong, trên tay xuất hiện 2 thanh thần kiếm, phân biệt đưa cho Nghịch Cương và Hàn Thư. Nghịch Cương và Hàn Thư trợn tròn mắt trước 2 kiện thiên thần khí. Nước miếng cơ hồ muốn chảy ra ngoài, nhưng không ai đưa tay ra nhận. Hình như họ cảm giác được mình đang nằm mơ. Chỉ cần mình nháy mắt một cái, những cái trước mắt có thể sẽ biến mất hết. Hồng Quân cười cười nói, nhìn cái gì nữa, nhận đi chứ. Lúc đó hai người mới liếc nhau, từ từ nhận lấy, phát hiện đồ vật không có biến mất, mới thấy quả thật họ không phải đang nằm mơ. Thật may là hai người đều sử dụng kiếm, công kích siêu cao, lần này có được trung phẩm thiên thần khí, lực công kích lại tiến thêm một tầng nữa. Nếu bây giờ không cho người của thần giới thứ nhất một quả lừa, có lẽ họ đã chạy ra ngoài đánh giết một hồi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.